Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Chuyện Nhà Nông với chủ đề là chăm sóc vườn cây ăn trái mùa hạn mặn. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền Đông An phối hợp cùng với Tập đoàn An Nông thực hiện. Chương trình của chúng tôi đang được truyền hình trực tiếp trên kênh LA34, đồng thời cũng đang được trực tiếp trên các hạ tần số của đài, đó là trên fanpage Long An TV và trên YouTube. Đồng thời thì chương trình của chúng tôi cũng đang được livestream ở trên Facebook Bích Thủy An Nông. Tham gia trong chương trình ngày hôm nay thì Thúy Liễu xin trân trọng giới thiệu hai vị diễn giả quen thuộc của chương trình. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Hồ Văn Chiến, chuyên gia bảo vệ thực vật. Trân trọng giới thiệu doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy, tổng giám đốc Tập đoàn An Nông. Cảm ơn thầy Chiến và chị Bích Thủy đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Bà con nông dân thân mến, chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn mở tổng đài quen thuộc đó là 02723 833 833 để cho bà con có thể liên lạc về cho chương trình, nêu lên những thắc mắc của mình xung quanh chủ đề là chăm sóc vườn cây ăn trái mùa hạn mặn để được thầy Chiến và chị Bích Thủy giải đáp trực tiếp nhé. Và chương trình ngày hôm nay thì cũng dành tặng cho bà con nông dân hai phần quà. Phần quà đầu tiên thì sẽ dành tặng cho bà con tham gia đặt câu hỏi trong chương trình, nếu như câu hỏi được bình chọn là câu hỏi hay. Còn phần quà tiếp theo thì sẽ dành tặng cho bà con mà tham gia trả lời câu hỏi cuối chị Bích Thủy đưa ra. Nếu như chúng ta trả lời đúng và gửi về cho chương trình sớm nhất thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục nhận được một phần quà của Tập đoàn An Nông. Và câu hỏi trong chương trình truyền hình trực tiếp ngày 3 tháng 3 thì chị Bích Thủy đã hỏi bà con đó là bà con hãy cho biết thành phần và công dụng của sản phẩm ăn nông rau cứng cây của Tập đoàn An Nông. Với câu hỏi này thì Thúy Liễu cũng đã nhận được rất nhiều câu trả lời của bà con nông dân. Nhưng trong số đó thì chúng tôi đã chọn ra được hai vị khán giả có câu trả lời chính xác cũng như là thời gian gửi về cho chương trình tương đối sớm hơn các vị khán giả còn lại. Thúy Liễu xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm ở địa chỉ là A12 trên 187 ấp Phàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Có số điện thoại là 0836091391. Và vị khán giả thứ hai đó là Trần Lâm Giang ở địa chỉ số 136 ấp 4, xã Thủy Tây, huyện Thanh Hóa, tỉnh Long An. Có số điện thoại là 0916913572. Và câu trả lời chính xác của câu hỏi này đó là sản phẩm cứng cây ăn nông rau gồm 4 thành phần, đó là kali, canxi, silic và chitosan, và giúp cho chống chịu được ngộ độc hóa chất và điều kiện của môi trường như là hạn mặn, nắng nóng, đổ ngã. Một lần nữa thì Thúy Liễu xin chúc mừng hai vị khán giả này và chúng tôi sẽ liên lạc để gửi quà qua đường bưu điện theo địa chỉ mà hai vị đã cung cấp. Kính thưa bà con nông dân và bạn xem đài thân mến, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, thì đợt cao điểm về xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2023-2024 rơi vào giữa tháng 3. Đợt cao điểm này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nguồn nước ngọt tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại Long An, theo ghi nhận của ngành nông nghiệp tỉnh thì hiện nay độ mặn ở hai sông lớn như là Dàm Cỏ Đông và Dàm Cỏ Tây đã ở mức là 1 gram trên lít và đang có chiều hướng gia tăng. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay thì tiến sĩ Hồ Văn Chiến sẽ thông tin đến cho bà con nông dân diễn biến hạn mặn hiện nay. Và thưa thầy Chiến thì thầy có khuyến cáo gì cho bà con nông dân trước tình hình hạn mặn đang vào đợt cao điểm hiện nay hay không ạ? Cảm ơn Thúy Liễu. Dạ, kính thưa bà con nông dân, thì chúng ta biết là cái hạn mặn thì nó cũng tương đối thôi, nhưng mà mặn bà con thì mình thấy là cái nước triều cường nó càng tăng lên thì cái độ mặn nó càng đi sâu vô trong cái đất liền, và chúng ta thấy là cái cửa sông bây giờ là từ 1 gram, có thậm chí có lên tới gần 2 gram hoặc là trên 2 gram cũng có trên lít. Như vậy là chúng ta thấy là cái mặn là càng ngày nó càng hơi cực đoan một chút đó, và nó giảm lại là sau khi cái triều cường đó bà con. Thì chúng ta thấy là cái vấn đề mặn thì chúng ta cần phải lưu ý những cái là cái thứ nhất là chúng ta những cái tỉnh mà gian biển đó, thì bà con phải chú ý nhất là cái nước sinh hoạt, cái thứ hai là cái nước cho cây trồng. Thì chúng ta biết là cái tình trạng cây trồng bây giờ chúng ta thấy là rất là khó khăn do là cái nắng nóng thiếu nước, và chúng ta tưới cái cây thì chúng ta phải biết cái độ mặn nó chịu được ở khả năng nào để chúng ta tưới. Đặc biệt nhất là hiện nay là cái cây sầu riêng thì chúng ta tưới thì chúng ta phải chú ý cái mức độ chịu mặn của nó, và bà con mình nên trữ nước. Ngoài cái nước sinh hoạt thì bà con cũng có thể là trữ nước để tưới cho cái vườn cây ăn trái mình được. Và khi mà tưới nước thì bà con mình chú ý một là cái mức độ thấm của đất, Tại vì trong cái điều kiện nắng nóng đó bà con, đặc biệt nhất là những cái vườn mới lên thì cái đất hầu hết là đất sét, thành ra chúng ta tưới nó bị tràn, nó không có thấm sâu. Và bà con mình cứ nghĩ là nó đủ, nó thấm sâu rồi, nhưng mà cái cây nó vẫn thiếu nước, nó vẫn héo. Do vậy mà bà con mình nên kiểm tra coi coi cái độ thấm sâu nó cỡ nào để mình tưới cho nó đủ đủ nước thì cái cây nó sẽ đỡ hơn. Và cái nữa là khuyên bà con mình không có bón cái đạm vào lúc này, mặc dù nó thiếu đạm hoặc là nó phát triển hơi chậm thì chúng ta đợi qua cái cơn này đi. Chứ giờ mà mình tưới đạm vô là cái cây trồng nó phát triển mà trong cái điều kiện nắng nóng mà thiếu nước nữa thì coi chừng nó dễ chết hơn. Còn cái nước mà chúng ta tưới thì chúng ta phải kiểm tra cái độ mặn, tôi nhắc lại, tức là phải kiểm tra thường xuyên cái độ mặn, nếu mà nó vượt quá mức cho phép thì chúng ta phải ngừng tưới. Và chúng ta chú ý nhất là tưới vô cái nước vô, thì bà con mình biết cái nước vô là nó rửa cái mặn và cái phèn rất tốt. Bà con mình nên ngâm vô tưới thì nó hay hơn được, không có bón cái vô cục nha bà con. Bà con mình bón cái vô cục là sao? Nó vẫn nằm đó, tại vì nó chưa có tan rã ra được, và cuối cùng sao? Nó vẫn nằm đó cho đến khi trời mưa nó mới tan được, thì cái lúc đó chúng ta không có cứu được cái cây. Dạ, xin cảm ơn bà con. Dạ, tại vì mình bón vô cục thì cũng phải cần có nước nó mới tan được, và trong điều kiện này thì chúng ta lại bị thiếu nước, đúng không thưa tiến sĩ? Cảm ơn thầy với những lời khuyên vừa rồi cũng như những lưu ý dành cho bà con nông dân khi mà tình hình mặn đang vào thời điểm cao độ như hiện nay. Và thưa chị Bích Thủy, chúng ta thấy rằng tình hình hạn mặn đang diễn biến phức tạp như hiện nay thì ngoài việc là chúng ta phải cập nhật tình hình để chủ động bảo vệ những cái ăn trái, thì bà con nông dân cũng quan tâm đến việc là làm thế nào để giảm tác hại mà bị ảnh hưởng từ mặn, đúng không? Như vậy thì chị có giải pháp nào để giúp cho bà con có thể là tăng được cái sức chống chịu hạn mặn, giúp bảo vệ được cái ăn trái của mình không ạ? Cảm ơn Thúy Liệu. Kính thưa bà con, thì trong cái tuần vừa qua Bích Thủy với thầy Hữu Chiến đi một loạt ở các tỉnh, các xã của huyện Chợ Gạo, và trước đó thì đi ở Cái Lậy và Cái Bè. Đa số bà con mình rất là quan tâm đến vấn đề này, và vấn đề này cũng là một vấn đề khá là khó. Bởi vì là chúng ta thấy là thời gian vừa qua đó thì nhiệt độ ban ngày lên đến 33 đến 35 độ, có nghĩa là bước từ trong nhà bước ra ngoài một cái là nóng hừng hực như một cái lò lửa. Thì cây của mình ở ngoài nắng suốt như thế thì các bạn biết là cái sự mà chịu đựng cho cái sự nắng nóng này rất là kinh khủng. Còn đất và nguồn nước thì lại bị nhiễm mặn, thì có sự tích tụ muối xung quanh rễ và lá, làm cho cái việc mà trao đổi chất, trong cái quá trình trao đổi chất của tế bào bị đảo lộn và cây mình nó bị ảnh hưởng rất lớn, thậm chí là có thể bị chết. Thì như thầy mới nói khi nãy đó, chúng ta nghe là từng loại cây nó sẽ có một cái khả năng chịu mặn khác nhau. Thì bây giờ Bích Thủy cũng sẽ nói một số cái cây cụ thể mà quan trọng nhất là cây sầu riêng. Cây sầu riêng là một loại cây quý, bởi vì trồng rất lâu mới có thể có trái, và trái của nó hiện nay là mang đến cái kinh tế lớn nhất của bà con. Và nàng này thì cũng ổng ẹo lắm, khó chịu nhất luôn trong các loại cây. Theo như thầy cho Bích Thủy biết một cái list luôn các loại cây, thì ở dưới Facebook của Bích Thủy các bạn sẽ cập nhật là Bích Thủy An Nông để đào cái phần Bích Thủy đăng cái từng loại cây. Bây giờ tôi chỉ nói một vài cái thôi. Ví dụ như cây sầu riêng thì chịu mặn rất là ít, là chỉ có 0,7 phần ngàn, các bạn nhớ là phần ngàn nha. Nên tưới cây thì chúng ta chỉ giữ độ ẩm cho cây thôi, và khi cái nguồn nước tưới chúng ta phải kiểm tra thật kỹ, dưới 0,3 phần ngàn. Thì Bích Thủy cũng có nói ra như vậy với bà con thắc mắc, ủa tại sao mà 0,7 mà chỉ tưới có 0,3 thôi? Thì chúng ta lưu ý mỗi lần ta tưới vô thì nó tích một ít như vậy. Do đó chúng ta cần phải tưới thấp hơn để cho cây đừng có bị ảnh hưởng. Còn nếu chúng ta mà tưới nhiều quá, tưới ngang cái ngưỡng đó thì cái việc mà nó tích mặn nó sẽ nhanh hơn, và cây sầu riêng của mình sẽ bị rụng lá, rụng bông, và thậm chí sẽ bị chết. Còn cây mít thì là 1,5 phần ngàn nha. Thì cứ nếu mà nó chịu một thì chúng ta tưới phần nửa thôi. Cứ đôi các đôi nổi sầu. Còn rau màu cũng vậy, rau màu thì nó nhiều loại quá đi, thì mình chỉ nói về một số cái loại như là bí đao, rau hành nè, dưa leo thì nó khoảng từ 3 phần ngàn, dưa leo thì chỉ có 1,5 phần ngàn thôi, rồi bưởi 1,5 phần ngàn. Cây dừa thì theo với Thủy thấy là vừa rồi đi Chợ Gạo đó anh Chiến, thì bà con nói với mình là không tưới cho cây dừa luôn. Nhưng mà theo như thầy dạy Bích Thủy thì là không tưới thì nó bị neo trái, nó bị khô, nó bị không có nước, nó có thể là chết khô cái trái trên cây luôn. Nên chúng ta vẫn tưới, và đặc biệt là cây dừa thì nó chịu mặn khá tốt, là 6 phần ngàn. Thì giải pháp trong thời điểm này thật ra thì là Bích Thủy thấy là cơ quan chức năng cũng hỗ trợ chúng ta rất là nhiều, nhất là đo độ mặn ở cái nguồn nước, thông báo liên tục trên đài cho mình nè, rồi đào những cái giếng thật sâu để lấy nguồn nước ngọt nè. Nhưng mà cái đó nó cũng chỉ tập trung ở một số khu vực, nhất là cái giếng đó, thì bản thân của người nông dân mình cũng phải ra sức để mà tích nước ngọt hỗ trợ cho bà con. Thì đối với công ty thì cũng có một số cái sản phẩm hỗ trợ. Bích Thủy dùng chữ hỗ trợ bởi vì là không có một công ty hay một nhà khoa học nào dám nói rằng là nó mặn cỡ nào, mặn thuốc tôi chữa được không, có đâu. Nên là chúng ta đừng, nếu như có một người nào tiếp thị nói như vậy thì chúng ta đừng có vội tin. Thì Bích Thủy cũng không dám khẳng định là không có, lỡ biết đâu có làm sao. Thì chúng ta nên thử nghiệm ở một số cây nhỏ thôi, xem tình trạng như thế này. Nhưng nếu như mà hiện nay theo như Bích Thủy cập nhật thông tin mà của những cái nguồn mà cung cấp nguyên liệu cho mình trên thế giới thì chưa có nha. Thì bây giờ có một cái biện pháp là chúng ta sẽ sử dụng phân hữu cơ Genki. Phân hữu cơ Genki thì nó có cái độ ẩm là 28%. Thì bản thân cái phân đó nó có độ ẩm 28%. Nếu lúc này chúng ta bón dưới gốc á, thì nó cũng giữ được một cái độ ẩm nhất định. Rồi chúng ta lúc đó chúng ta tưới vô thì cái lượng nước tưới sẽ ít hơn, có nghĩa là tiết kiệm được nước cho bà con. Rồi chúng ta dùng rơm từ gốc, rồi chúng ta ủ lại, ủ trên gốc. Rồi xong rồi thì là có một cái loại nữa gọi là chất điều hòa sinh trưởng là Silic, Bacsinolide đó, thì chúng ta nói là nó là một chất điều hòa sinh trưởng được khám phá vào năm 1979. Đặc biệt là chỉ cần sử dụng một lượng ít thôi, giúp cho cây trồng mình nha, giúp đỡ cho cây trồng đỡ bị cái tác hại của mặn thôi, chứ không phải là cây sầu riêng 0,7 phần ngàn, cái quý vị quất vô 3 phần ngàn, quý vị nói không được nha, không được. Có nghĩa là mình vẫn phải tưới tuân thủ theo cái khuyến cáo của nhà khoa học là 0,3 phần ngàn, sau đó chúng ta đưa thêm cái Bacsinolide vô nè, thì là cây mình nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Giống như là chúng ta bệnh, chúng ta uống thuốc thì đâu phải thuốc tiên đâu uống vô hết liền, nó chỉ chống chịu cơ thể của mình phải kháng lại được với cái bệnh đó, cũng như cây của mình hỗ trợ cho nó. Nên đầu tiên chúng ta hỗ trợ bằng Genki là tạo cái độ ẩm ở đó để chúng ta ít tưới nước, thì ít tưới nước vô thì cái nguy cơ mà xâm hại ít hơn. Rồi chúng ta tưới thêm cái Silic này thì nó sẽ giúp cho cây trồng của mình là có khả năng là vượt qua được. Nhưng mà tất cả vẫn là sự hiểu biết và cái sự mà quan tâm cụ thể đến từng loại cây trồng mà chúng ta theo dõi trên Facebook Bích Thủy, để lấy cái bảng kê tất cả loại cây trồng chịu mặn như thế nào để lưu lại sử dụng nha bà con. Chúc bà con chúng ta sẽ vượt qua hàng năm cách tuyệt vời luôn. Tức là chúng ta phải coi loại cây đó nó chịu mặn được bao nhiêu, như là mới tìm cái cách mà tưới như thế nào cho nó hiệu quả nhất, đúng không chị? Đúng rồi. Thí Liễu, để anh bổ sung thêm cái ý mà Bích Thủy nói ở Chợ Gạo, người ta chưa có ngừng cái tưới nước đó. Thì bà con biết đó là những cái vườn dừa ở Chợ Gạo là sao? Nó chưa có ngập mặn. Cái thứ hai là những cái mương vườn đó người ta giữ được nước, và cây dừa là nó ăn cái rễ rất là xa, và chúng ta thấy là cây dừa có rất là nhiều rễ, do vậy mà chúng ta thấy là trong cái đất đó luôn luôn nó giữ được cái ẩm và có cái nước ở mương vườn nữa, thành ra người ta chưa có thấy là thiếu nước, thành ra không có cần tưới, thì như vậy là càng tốt. Dạ, xin cảm ơn bà con. Dạ, cảm ơn thầy Chiến và chị Bích Thủy rất là nhiều. Giờ tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một tiểu phẩm do các nghệ sĩ nhóm Tình Ca Bắc Sơn thể hiện, quý vị nhé. Trời ơi, chuẩn bị cho cái mùa vườn trái cây của nhà mình mùa này nè. Mua bao nhiêu thuốc đây nè, không có biết xài cái gì đâu. Má ơi, má ơi, đây má đây. Ủa nè, được đâu má? Trời ơi, ủa, má đi tìm nó từ sáng giờ luôn. Má biết sao không? Má nghe. Có nghĩa là nó hẹn với con là hôm nay là đi thi, đúng không? Nó mang nó chở đi thi, chờ sáng giờ không thấy, bắt đầu mới thay đồ qua đây kiếm nó nè, rồi nó còn kêu con chuẩn bị thuốc nữa chứ, chuẩn bị thuốc để cho vườn cây nhà mình đó. Không biết nó đâu mất tiêu rồi nữa chứ. Con coi nè, thuốc má mua nè. Ủa, má mua rồi nè. Con chưa biết xài con ơi, con phải chỉ má. Dạ, con ngồi lựa cái đó coi. Trời ơi, không biết đi đâu từ sáng giờ không biết nữa. Thì nó mới nói là chuẩn bị thuốc cho cái vườn cây ăn trái. Rồi giờ qua xem tình hình thế nào mà nãy giờ chờ hoài không thấy đâu. Má ơi, má Năm ơi. Thôi chết rồi. Cái gì? Mình đi học mà thằng Đục nó té giếng rồi. Té. Sao con kéo nó lên mà con chạy vô đây? Không, mấy anh bên trạm y tế kéo nó lên rồi. Rồi nó đang đi chạy té cái bịch. Ôi trời ơi. Trời ơi. Má ơi, má lo cái gì cũng nói má nghe. Nó có phải lần đầu tiên té giếng đâu mà má lo dữ vậy. Đúng té cái giếng ngạn thôi, có phải té cái giếng sâu đầu đình đâu mà má lo. Trời ơi. Ý trời nó tới đây kia. Đi đâu? Má. Vậy con té giếng 10 lần nữa má. Sáng trời con đi đâu? Sao đó? Mày ngồi đi. Nè con ngồi bên đây. Mày qua ngồi kia. Nào rồi nó té riết cái mặt nó giống như thằng khùng. Ủa mà mày nói mày đi Thái Lan mình sửa sắc đẹp gì sao mặt mày thấy ghê quá vậy? Hai đứa đó xui cao đẹp quá. Rồi nó suối con đi sửa sắc đẹp hai đứa đó dặn sửa trước má. Con vô sau con sửa bị cúp điện. Ôi trời ơi. À, bây giờ mình nói vô thuốc đi. Nói về cái thuốc mà thuốc trừ cỏ đi má Nằm, bởi vì mưa đó, mưa xuống là cỏ dữ lắm nè. Dạ, chuẩn bị mưa tới đây nè. đó, bài này là bài Glufosinate. Bài này là con hát đi. Đúng rồi. Gọi là xin mất nước để bài. Bài này. Thôi bây giờ đứa nào hát biết hát luôn đi. Rồi hai ba. Xin mất nước đây là tên thuốc. Thuốc chuyên dùng diệt cỏ dại khai hoang. Hay đó. Diệt cỏ tận gốc luôn nè. Rồi lúc là tên hàng thuốc cỏ An Nông. Hoạt chất là tên Glufosinate rồi nha. Nhớ không xịt lên cây trồng. Diệt cỏ thật nhanh, chất lượng cao. Đúng rồi. Nhớ không xịt lên cây trồng. Bởi vì là thuốc cỏ khai hoang. Đúng nha. Thuốc cỏ khai hoang có một cái loại này xịt được nữa nha. Cây nha. Nè, tao biết cái loại này nè nha. Cái loại này á là mới để dùng cho cây ăn trái nè. Cây lớn rồi mình xịt cỏ ở dưới đất á, cỏ có lúp ở dưới đó, không ảnh hưởng đến cây trồng gì, nó chỉ diệt màu xanh của cây trồng thôi. Còn cái thuốc glufosinate á là để khai hoang giáng dụ, mình xịt cho hết trơn cỏ rồi mình gieo trồng mới. Nhưng mà nhớ nha, cách ly đàng hoàng xong mới được 14 ngày mới được gieo trồng cây nhỏ đó. Không phải giỡn đâu. Còn cái cây nhỏ này nè, New Co nè má, là má xài được cho bắp nè, cho lúa nè, cho miêu đó má. Phải luôn. Bây giờ quan trọng nhất á là mình nói về con sâu. Con sâu, xử lý những con sâu xanh, sâu trơ, sâu vẽ bùa, nhất là sâu ăn đọt non và ăn bông của cây sầu riêng. Đó là sản phẩm hot nhất nha. Dạ. Sâu xanh, sâu lá, sâu tơ, rồi lại rây nâu. Tôi đây đã dùng hột nhân rầy sâu tiêu đời. Hàng hột nhất vẫn luôn tự hào là hàng tốt mới đó nghe. Xa gần nghe tiếng dùng thư mỗi người tình yêu. Nói chung á là bây giờ một trong những sản phẩm mà mình thấy là quan trọng nhất cái mùa nắng nóng này là con nhện đó. Con nhện đỏ trên cây ăn trái đó. Nói hoài tao có nhớ đâu, phải hát. Con hát được. Ôi chị thôi, mày hát đi, mày hát bài nhện đi, bài nhện hay lắm đó. Kỳ này hát bài nhện đi, còn đi bán thuốc con nhện nữa. Đây, ba. Con nhện làm cho ruộng vườn thất thu, có điều tham thú tính cho ruộng vườn. Đừng có lo gì, luôn nhớ về An Nông, cũng đừng bỏ quên đi hãy dưỡng tinh siêu nhện. Chỉ một lần xài thôi, mãi mãi tìm New Time. Ê, bây giờ mình nói thêm một sản phẩm để cho má Năm nghe rồi mình phải đi thi liền. Đó là sản phẩm phân hữu cơ cao cấp Hakaze. Hakaze. Hát luôn. Con hát vậy thôi, hát luôn. Hakaze là phân bón. Thôi. Rồi. Hai bón Hakaze hứa hàng dù lúa bội thu, trái cây ngon hay rau sạch lá bán tăng giá nè. Hakaze đến từ Nhật nha, An Nông dẫn phân phối mọi nơi. Hakaze là phân bón hữu cơ. Khỏi nói rành luôn. Bác Nam thấy không, tụi con là đi hát được hết trơn rồi đó. Thôi bây giờ trước khi đi hát á, mà mình out khỏi cái chương trình, mình phải hát một cái bài tặng quý vị khán giả. Bây giờ bác Nam tập cho hát bài đó đi. Tặng các bạn. Hai, ba. Anh em nghệ sĩ chúng tôi lòng đầy hân hoan, vui ca trên đồng lúa chín nhiều sai trái hoàng. Và từ đây An Nông Tập Đoàn cùng Tình Ca Bắc Sơn rồi lòng góp sức xin chung nhà nhà non. Bà con nông dân thân mến, qua những lời ca, những điệu hát mà nhóm nghệ sĩ Tình Ca Bắc Sơn thể hiện đã cung cấp cho bà con nông dân rất nhiều loại thuốc hữu hiệu để giúp bà con có thể là xử lý sâu, xử lý cỏ rồi trên, giúp cho rau màu lúa cây ăn trái ra được phát triển tốt và cho năng suất cao, đúng không ạ? Dạ thưa chị Bích Thủy, chị Bích Thủy có thông tin thêm gì cho bà con về các loại dịch bệnh gây hại cho vườn cây ăn trái trong mùa mặn này hay không ạ? Nói chung thì là cái mùa nắng nóng này á, thì chúng ta sẽ lưu ý đến những cái mà dịch hại như là con nhện nè, con nhện chích hút là nó phát triển mùa nắng nóng nè, rồi con rầy. Thì chúng ta lưu ý đối với những cái con mà chích và hút nhựa đó thì nó còn để lại cái vết trên cái chỗ mà nó hút á, thì rất là dễ xâm nhập những cái loại nấm bệnh. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng ngoài cái việc mà xử lý cái con nhện đó ra thì chúng ta còn phải phun phòng những cái thuốc để mà cho nó đừng có bị nhiễm cái nấm bệnh nữa. Thì đa số thì con nhện á, thì bình thường nó mật độ thấp thì chúng ta có thể sử dụng cái Bitsen, đó là Tophen Rosifen với lại Tophen mirat. Biri Rosifen với Tophen mirat thì hai cái gốc này là hai cái gốc mới. Và chúng ta đặc biệt thấy cái sản phẩm Bitsen của mình á, thì là cái gốc thuốc của nó là những gốc thuốc mới cộng hưởng là với nhau, xử lý được con sâu rồi con nhện, con rầy nữa. Tuy nhiên đối với con rầy mà mật độ cao thì chúng ta phải sử dụng thuốc đặc trị. Thuốc đặc trị của con rầy là sản phẩm New Time hay còn gọi là siêu nhện, thì nó có thể xử lý được con rầy, xử lý được con nhện và nó ung luôn trứng nhện nữa. Đó là một sản phẩm rất là tốt. Còn đối với con rầy thì chúng ta có thể sử dụng cái siêu chết, nó có gốc ditempram chủ đạo cộng với bimetrogen và diclobenzuron thì cũng ung trứng luôn. Chúng ta lưu ý là một con nhện hay là một con rầy nó chưa phải là một vấn đề mà chúng ta lo lắng, mà chính là nó đã xuất hiện và nó đã trưởng thành và nó sanh sản rất là nhiều. Cấp độ số nhân với một con có thể sinh ra đó là 50 con hay 100 con gì đó, thì cái lứa thứ hai đó chúng ta mới thấy là đó là có nguy cơ bùng phát dịch. Vì vậy chúng ta sử dụng cái loại hỗn hợp New Time và siêu chết, nó có cái gốc là ung trứng luôn, thì đó là một cái vấn đề cần xử lý. Và sau đó thì chúng ta phun lại là Mancozeb hoặc là hexaconazole để xử lý cái vết mà chích của những cái con sâu hại này để cho nó khỏi bị nhiễm nấm bệnh. Rồi Bích Thủy nghĩ là vấn đề đó là chúng ta cần quan tâm mà. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị Bích Thủy rất là nhiều ạ. Bà con nông dân thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp Chuyện Nhà Nông với chủ đề là chăm sóc vườn cây ăn trái mùa hạn mặn, và chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều tín hiệu giao lưu từ bà con nông dân. Ngay bây giờ thì Thế Liệu xin mời bộ phận kỹ thuật hãy kết nối cho chúng tôi gặp gỡ vị khán giả đầu tiên ạ. Tôi tên Trần Văn Quốc, tôi ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Cái số điện thoại của tôi là 0965 838 178. Cho tôi có lại còn hỏi các nhà khoa học như sau. Hiện nay á, cái thời tiết nắng nóng và xâm nhập mặn nó ảnh hưởng tới cây trồng. Vậy á, bà con mình cần canh tác như thế nào cho cây á, chống chịu với cái thời tiết bất lợi hiện nay? Cái thứ hai á, là cho tôi hỏi á, cái bộ rễ mình á, nó liên quan với bộ lá như thế nào? Còn khi cái bộ rễ suy yếu á, thì cái bộ lá nó suy yếu theo. Mà hiện nay gặp thời tiết nắng nóng như mà xâm nhập mặn như vậy á, thì lúc nào bộ rễ mình cũng suy yếu hết. Vậy á, bà con nông dân mình á, cần bảo vệ bộ rễ như thế nào cho nó khỏe, đặng bộ lá khỏe, đặng chống chịu trong thời tiết bất lợi hiện nay. Quý sau cùng á, cho tôi hỏi á, công ty á, mình có những loại phân bón phát triển bộ rễ rất tốt. Ngoài việc bón Genki, còn những loại phân bón nào để luân phiên để bảo vệ cho bộ rễ cho nó khỏe, cho cây chống chịu thời tiết bất lợi. vẫn đạt năng suất trong cái mùa nắng nóng và xâm nhập mặn hiện nay là dại trên hết ạ. Vâng à, cảm ơn anh Quốc ở Hậu Giang đã liên lạc chạy chương trình. Anh hỏi cũng nhiều câu hỏi, nhưng câu hỏi đầu tiên thì chúng ta đã nói từ đầu chương trình đến giờ đúng không ạ? Còn về bộ rễ thì tiếp theo xin mời thầy Chiến ạ. Dạ, anh Quốc thân mến, thì chúng ta biết đúng là cái bộ rễ nó tương quan với cái bộ lá. Nếu mà bộ rễ mà nó hút được cái nước, và trong cái nước thì chắc chắn nó có dinh dưỡng, và nếu mà hút được nước dinh dưỡng thì cái cây mình nó không bị suy. Nhưng mà anh nhớ ngày hiện nay là cái thời tiết nó đang nắng nóng, mặc dù mình tưới phân, mặc dù đủ nước, nhưng mà nắng nóng kiểu này nó cũng không có hút nước lên được, không hút dinh dưỡng lên được. Thành ra đôi khi mình thấy cái cây nó cũng không phát triển được. Còn cái về cái đạm thì mình thấy là nó để nó phát triển cho cái bộ lá để cho nó tốt, nhưng mà chúng ta không có bón cái phân đạm, mình đợi cho nó dứt cái giai đoạn cực đoan này đi, nắng nóng này đi, rồi sau đó chúng ta sẽ bón cái phân đạm về sau, đặc biệt nhất là đầu mùa mưa. Dạ, xin cảm ơn anh ạ. Anh còn hỏi ngoài Genki thì còn sản phẩm nào để giúp phát triển bộ rễ? Xin mời quý Thủy. Anh Quốc ơi, thì là cái Genki nè, cái Hakaze và cái Nozomi của Tập đoàn An Nông á, thì công thức nó tương tự nhau. Đặc biệt thì là Bích Thủy thấy trong đó có cái Genki á, là cái độ ẩm cao nhất đó là 28%. Thì khi chúng ta bón trong mùa nắng nóng này thì xung quanh cái vùng rễ của cây trồng của mình nó đã có một cái độ ẩm nhất định bởi cái Genki nó tác động vào. Và khi chúng ta tưới thì chúng ta sẽ tưới ít nước hơn mà nó vẫn đủ độ ẩm. Và chúng ta bón cho cây ăn trái thì chúng ta nhớ rằng là khi mà cái cây của mình á, thì chúng ta cách khoảng chừng 3 tấc, chúng ta đào một cái vành khăn quanh cái gốc cây rộng 1 tấc và sâu 1 tấc, thì sau đó chúng ta mới đưa cái phân Genki, Hakaze hoặc Nozomi xuống. Thì từ 2 đến 3 kg tùy theo cái vành khăn đó lớn hay nhỏ, rồi chúng ta lắp lại và chúng ta sẽ tưới nước từ từ. Thì Bích Thủy nghĩ như đó là cái giải pháp khá là tốt cho cây trồng mình trong giai đoạn nắng nóng này. Ngoài ra thì chúng ta thấy trong cứng cây á, nó có cái sản phẩm Silic á, thì cái sản phẩm này nó sẽ giúp là cho cái lá nó đóng mở cái lỗ khí khổng để mà giữ nước cho cây mình rất là tốt so với cái môi trường hiện nay đang thiếu nước. Rồi nó còn đưa cả cái carbon xuống rễ thì nó tạo xung quanh cái vùng rễ có cái oxy, và như vậy khi có oxy thì là bộ rễ nó sẽ phát triển tốt hơn. Rồi anh có thể đưa cái kali cao, đưa kali cao qua lá nha. Rồi 30-10-10 chúng là chúng ta sẽ tăng cường cái kali ở giai đoạn ở khúc tăng cường thêm kali ở giai đoạn này. Và đặc biệt có một cái sản phẩm mà Bích Thủy thấy rất là thành công, đó là Cavovic 666. Nó có một cái là phun qua lá, một cái bón xuống rễ. Thì đây là một cái hỗn hợp bao gồm là có Cavovic acid. Thì cái phân tử nó rất là nhỏ, nó có thể thấm vô rất là nhanh trong rễ và trong lá, trên lá của mình, trên lá cây của mình. Thì nó còn có thêm humic và kali nữa. Thì Bích Thủy nghĩ là ngoài cái Genki ra thì anh có thể sử dụng thêm cái Cavovic hoặc là cứng cây cũng rất là tốt. Mình sẽ luân phiên nha, luân phiên để sử dụng cho cây mình nó thấm và nó thấy quen cái sản phẩm nào nhất thì chúng ta sẽ tăng cường sản phẩm nó nhiều hơn. Xin cảm ơn anh ạ. Dạ, cảm ơn chị Bích Thủy và thầy Chiến đã trả lời câu hỏi của anh Quốc ở Hậu Giang. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ một vị khán giả nữa. Thế liệu nhận được tín hiệu giao lưu của vị khán giả ở Vĩnh Long. Xin mời chị khán giả này nêu câu hỏi ạ. Tôi tên Trần Thu Lợi ở Vĩnh Long, số điện thoại 0889 146 150. Tôi có trồng cam bây giờ đang mang trái, mà hôm nước trước đó tôi có mà nó bị súc bọng, có nước nhiễm mặn nó vô. Tôi có tưới như vậy mà bây giờ thì cái cam nó có một số cây nó bị cái lá già, nó hơi vàng. Cái đó không biết có phải do nhiễm mặn hay là do như thế nào, bây giờ cách khắc phục như thế nào, giờ chương trình hướng dẫn giùm. Cảm ơn anh Lợi ở Vĩnh Long đã liên lạc về cho chương trình. Anh hỏi về cây cam bị lá vàng, để xem mời thầy Chiến ạ. Dạ, anh Lợi thân mến, thì cây cam mà anh nói là nó vừa qua nó bị mặn nhẹ cái rồi bây giờ nó vàng lá đó, thì tôi cũng nghi là nó bị ảnh hưởng mặn anh ạ. Do vậy mà chúng ta phải gọi là giải độc cho nó bằng cách là anh tưới cái nước vô, mình bón vô thì nó chậm anh tưới cái nước vô thì nó lẹ hơn, và thêm cái nữa là anh tăng cường cái phân bón hữu cơ. Nãy giờ Bích Thủy nó có giới thiệu gì cái phần Hakaze, cái Genki đó, thì hai cái này nó giúp cho mình giữ cái ẩm độ, và cái nữa cái cây trồng mình nó sẽ không có thiếu nước. Như vậy là chúng ta thấy là nó sẽ phục hồi lại nhanh hơn. Dạ, xin cảm ơn anh. Em nghĩ là anh có thể phun lên triết cây của anh là cái Aminomix. Vì cái Aminomix này nó giống như là cái chất cấp cứu vậy đó. Bích Thủy có một cái vàng hồng á, Bích Thủy đi công tác á, là đóng cửa văn phòng là không ai tưới hết. Như vậy một tuần về là các bạn đã héo rũ hết trơn rồi. Nhưng Bích Thủy ngay lập tức cắt tỉa lá hết, Bích Thủy phun lại một tuần sau bây giờ các bạn đã rất là đẹp. Tươi lên liền. Tươi lên liền. Vâng ạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ vị khán giả nữa ạ. Chào chương trình, tôi tên là Nguyễn Văn Nam ở Tiền Giang, số điện thoại là 0775 863 583. Qua chương trình này tôi muốn đặt hai câu hỏi với các diễn giả như sau. Câu thứ nhất là tôi có trồng 5 con sầu riêng được 5 tuổi rồi. Nghe tình hình thì hạn mặn như năm nay, tôi rất lo âu. Vậy nhờ diễn giả có cái giải pháp nào giúp tôi chăm sóc cái vườn sầu riêng cho nó tốt để vượt qua cái mùa hạn mặn năm nay? Câu thứ hai, tôi có ý định là sử dụng cái phân Genki trong cái mùa hạn mặn này, bón cứ 60 ngày là bón một lần. Và cộng thêm là tôi sử dụng cái sản phẩm Resimix để phun theo định kỳ là khoảng 2 tuần một lần, để giúp cây nó có cái sức tăng trưởng và chống chịu tốt với trong cái điều kiện hạn mặn như hiện nay. Giải pháp này có được hay không? Dạ, xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Nam ở Tiền Giang rất là nhiều. Với câu hỏi của anh thì Thúy Liễu xin mời thầy Chiến giúp anh chăm sóc vườn sầu riêng để vượt qua được cái mùa hạn mặn này ạ. Dạ Nam, cái 5 con sầu riêng mà mới có 1 năm tuổi thì tôi thấy là nó cũng còn trẻ đó. Thành ra tôi thấy là anh cũng chăm sóc bình thường thôi. Mình tưới nước nó đâu có nhiều anh. Nếu mà cây sầu riêng lớn, thí dụ như trên 5 năm tuổi thì nó cần nước nhiều. Đôi khi nó có cái trái rồi nữa thì chúng ta phải bón cái phần người tưới nước nhiều. Còn cái này tôi nghĩ là anh chỉ cần bón cái phần hữu cơ, cái Genki với Hakaze mà Bích Thủy này giờ đề cập đó, thì anh thấy cái chỗ này không cần tăng trưởng nhiều đó. Anh đừng có bón đạm trong cái giai đoạn này, tại vì khi mà bón đạm á, thì nó sẽ phát triển, mà tôi sợ phát triển không đủ cái điều kiện để cho nắng nóng này nè, nó chịu không nổi. Thiếu nước nữa, như vậy chúng ta không có nên tăng cường cái đạm, mà chúng ta giữ làm sao cho nó gọi là cái cây nó khỏe thôi, nó chịu qua cái nhiệt độ nắng nóng trong cái giai đoạn này, rồi sau đó mùa mưa tới thì chúng ta chăm sóc lại, bón thêm đạm để cho phát triển cho cây nó tốt hơn. Dạ, xin cảm ơn anh. Về hai sản phẩm anh hỏi thì Bích Thủy nghĩ rằng là cái vườn sầu riêng của anh mà còn nhỏ, tức là cái khoảng cách của nó từng 2 cây sầu riêng nó rất là rộng, thì coi chừng có cỏ nhiều thì mình quan tâm xử lý cỏ. Thì anh nhớ xử lý cỏ thì chúng ta sử dụng cái DIY nha, không sử dụng glufosinate. Vì glufosinate cái lượng thuốc mà chúng ta phun trên lá xong rồi nó rụng xuống đất á, thì cái rễ nó hút ngược trở lên thì có thể ảnh hưởng đến cây. Do đó chúng ta chỉ sử dụng DIY là chúng ta rà vô khu vực có cỏ để cho nó chết cỏ. Vì cỏ cũng là một trong những nguyên nhân giành giật cái dinh dưỡng của cây trồng. Rồi anh sử dụng cái Resimix thì rất là đúng rồi. Resimix nó tập hợp tất cả các nguyên tố vi lượng như đồng, sắt, kẽm, bo, molybden vân vân. Thì còn cái Genki mà anh thấy 60 ngày, tức là có 2 tháng lần anh sử dụng vậy thì hơi phí. Bình thường thì Thủy chỉ hướng dẫn người ta là 1 năm 2 lần thôi, thì tùy anh, có thể là 3 tháng 4 tháng gì đi, thì thấy nó hơi phí đó. Với lại cây anh nhỏ thì mình sử dụng ít thôi, và theo như thầy hướng dẫn Thủy là hướng dẫn bà con chúng ta phải đào cái vành khăn để giữ cái Genki lại, đừng có cho là tưới nước nhiều cái nó trôi đi ra ngoài, thì chúng ta đào vành khăn để giữ Genki lại quanh cái gốc, và chúng ta sẽ tưới nước ít hơn. Và cũng như hồi nãy Bích Thủy có nói rằng là nếu như mà cây sầu riêng nó chịu mặn rất là kém, do đó anh phải đo cái nước trước khi tưới, và có cái Silic nó cũng giúp cho cái cây mình nó khử được mặn một phần nào, hỗ trợ cho cây trồng mình vượt qua được cái hạn mặn này. Còn phân gốc thì bón cân đối, thì nghĩ như vậy thì là sẽ là rất là tốt rồi đó. Anh đừng có lo lắng quá nha. Nếu anh lo lắng quá thì tuần sau anh đi qua bên Gò Công Đông anh hả? Gò Công Đông với Thủy có mấy chục cuộc á, vừa rồi là cây lầy Cái Bè với lại Chợ Gạo đó. anh có thể theo dõi chương trình đó trên Facebook của Bích Thủy. Dạ, xin cảm ơn. Thì Chiến thấy doanh nghiệp và dễ thương thì anh bón ra là hơi nhiều thôi, để kém đúng không? Và chủ yếu là chỉ giúp cho bà con nông dân mà bón như thế nào vừa đủ đúng mà có thể là phát triển được cây của mình tốt nhất là được rồi. Bởi vì bà con nông dân của mình quan tâm cái chi phí canh đầu tư lắm. Nếu mà chi phí càng cao thì cái lợi nhuận càng thấp. Nhất là cây sầu riêng anh mới có 1 năm, phải mấy năm nữa anh mới có lợi nhuận, nên là bây giờ tiết kiệm cân đối đúng không chị? Cảm ơn chị Thủy rất là nhiều ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục giao lưu với vị khán giả nữa. Thúy Liễu cũng nhận được tín hiệu giao lưu với vị khán giả này ở Đồng Tháp. Xin mời phần kỹ thuật hãy kết nối với chúng tôi ạ. Xin chào chương trình ạ, tôi là tên Lê Văn Phúc á, ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại là 0342930357. Đối với chương trình tôi có 3 câu hỏi như sau coi. Câu hỏi cái thứ nhất là tại sao cái độ mặn thấp á lại an toàn cho cây ăn trái, còn độ pH thấp thì lại không an toàn? Cái ý thứ hai nữa, nếu mà độ cái pH thấp thì mình dùng vô mình để nâng pH lên, còn nếu mà cây ăn trái gặp độ mặn thì mình dùng cách nào để mình để hạ độ mặn? Cái thứ hai, vườn mít tôi được 1 hecta mít đó mà cái trái sao nó bị teo, cái thứ hai nó bị sơ đen, cái đó là do hạn mặn hay là do pH thấp? Cái nữa, bây giờ nếu mình sử dụng cái dâu mình nâng độ pH thấp á, là 1 hecta mình sử dụng bao nhiêu ký? Cái nữa, mình làm sao mình nhận biết mà cái cây bị độ mặn và bị pH, cái hiện tượng như thế nào? Mình nhìn qua lá hay là nhìn qua rễ? Nếu mà lá nó bị vàng, lá mà chênh đọt á là có phải do độ mặn không? Thứ hai nữa, công ty An Nông nó có loại thuốc nào để trị cái mít sơ đen, với cái thứ hai nữa là cái độ mặn thấp đó, công ty có loại thuốc nào để hỗ trợ độ mặn thấp, nâng độ mặn lên không? Cho tôi hỏi chương trình, cảm ơn ạ. Cảm ơn anh Lê Văn Phước rất là nhiều. Anh hỏi rất là nhiều ý đúng không? 4-5 ý lận. Thế để xin mời Thị Chiến trả lời trước anh về độ mặn và pH à. Dạ, anh Phước thân mến, thì cái pH thấp là cái phèn nó nhiều, nói nên như thế, mà nếu phèn nhiều là sao cây trồng không phát triển được. Còn cái mặn thấp là muối nó ít mà muối nó ít thì cây trồng mình sống được, còn hả muối nhiều quá thì cây trồng chết. Thành ra giữa cái pH và cái độ mặn hai cái nó khác nhau. Tôi nhắc lại, tức là cái pH thấp là không tốt, là chua. Còn cái nữa, cái độ cái mặn mà nó quá nhiều là giống như gọi là kho, giống như thịt kho. Thành ra chúng ta biết cái chua cái mặn thì cái đó anh chú ý. Còn giải quyết cho cái chua với cái mặn đó, thì chỉ có cái dồi. Cái dồi nó để cho gì? Nó trung hòa, nó mặn không mặn, mình nó chua không chua. Thành ra chúng ta thấy là cái dồi là rất tốt để chúng ta giải quyết cho cái chua và cái mặn. Và anh hỏi như vậy gì đó, mình bón như thế nào? Thì thường cái vôi đó thì mình có thể là bón khoảng chừng 200 kg cho tới 500 kg cho 1 hecta, thì tùy anh. Cái vôi mình thấy là bón nó tốt thôi, chứ nó không có ảnh hưởng gì tới cái đất, nó tăng cường cái pH hoặc là nó giải độc mặn này kia đó, thì anh có thể là bón từ 500 kg cho tới, từ 200 kg cho tới 500 kg cho 1 hecta. Còn anh hỏi mít bị sơ đen đó, thì anh biết là cái sơ đen nó khác với cái teo trái nha. Nhiều khi nó teo trái rồi nó bị sơ đen, tại vì cái chỗ đó nó khuyết vô. Cái teo trái là cái chỗ đó cái muối nó không thụ phấn được. Thành ra cái muối đó thì nó bị lép thì cái chỗ đó cái nước nó dễ vô và dễ cái con vi khuẩn nó dễ tấn công hơn. Và khuyên anh là bao trái, và anh nên nhớ là bao cái trái mít là anh bao luôn cái cuốn kéo lên sát lên trên, chứ chúng ta thường bà con mình bao cái trái mít, tôi đi coi đó thì bà con mình chừa lại cái cuốn, thành ra nước nó nhiễu xuống cái cuốn, nó vẫn nằm ở trên cái cuốn đó. Tại trái mít mình bự mà to mà thì nó nằm ở trên đó, thì cái con vi khuẩn nó có khả năng nó theo nước, nó chui vô trong cái trái mít dễ dàng. Còn anh thấy nếu mà cái trái mít mà muốn cho nó đừng có teo, đừng có tóp, muốn cho nó tròn á, thì anh phải chú ý là một là gì? Anh phun cái bo để cho nó thụ phấn cho nó tốt. Còn nếu mà nó thụ phấn không tốt thì nhiều trái quá thì chúng ta cắt mấy cái trái nó không đạt loại một, chúng ta bỏ đi. Thì sau này nó nuôi cái cây nó khỏe hơn, cái cây nó ít trái nhưng mà cái trái nào cũng loại một hết. Dạ, xin cảm ơn anh ạ. Còn về sản phẩm trị hai cái này thì xin mời chú Thủy. Như thầy nói hồi nãy, nguyên nhân mà trái mít mình bị sơ đen đó là vi khuẩn. Thì vi khuẩn thì Bích Thủy hướng dẫn anh sử dụng cái siêu khuẩn nó rhodophen cộng với alicylic acid. Tuy nhiên là không chỉ có khuẩn không đâu mà có thể là có sẽ bị nấm nữa. Thì lúc chúng ta sẽ sử dụng cộng với Anomvin á, hoặc là Mifatop, hai cái cộng chung lại với nhau. Và chúng ta nhớ cái cách pha với Thủy thường hướng dẫn nha, pha riêng một món, pha riêng món thứ hai và bắt đầu cùng nhau đổ vô cái bình nước lớn. Chúng ta đừng có pha hai cái hóa chất lại chung với nhau trong lượng nước quá nhỏ thì nó sẽ không tốt nha. Thì như vậy thì chúng ta sẽ phun trước khi bao trái, và khi mà bắt đầu cây mình nó ra bông á, cái mít của mình nó ra bông thì chúng ta sẽ phun để phòng nấm bệnh. Thì chúng ta có thể sử dụng cái Mancozeb và Borolus nãy thầy vừa nhắc đến để cho nó thụ phấn cái trái nó tròn. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ quan tâm đến Anovin, Borolus, siêu khuẩn. Thì mấy cái này sẽ xử lý được những cái vấn đề mà anh vừa nêu. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị Bích Thủy rất nhiều ạ. Thưa chị Bích Thủy, trong thời gian qua thì Tập đoàn An Nông luôn đồng hành sát cánh cùng với bà con á, trong từng mùa vụ lúa luôn, cũng như là từng thời điểm phù hợp. Thì chị cũng có khuyến cáo cho bà con về cách chăm sóc hay giải pháp quản lý hại trên cây trồng. Thì không biết là riêng trong thời điểm hạn mặn như hiện nay thì Tập đoàn An Nông có tiếp sức hay hỗ trợ gì thêm cho bà con hay không ạ? Cảm ơn Thúy Liễu. Câu hỏi này thì theo như thầy Chiến, nó là một câu hỏi khó, bởi vì là một doanh nghiệp kinh doanh thì luôn luôn phải đặt cái vấn đề là cái kinh tế của công ty lên trước. Tuy nhiên trong thời điểm này thì Bích Thủy cũng có xin ý kiến thầy là thầy ơi, bây giờ thuốc mà để trị mặn rất là ít, mà nhà nước mình thì hỗ trợ cũng có một cái hạn chế. Do đó Bích Thủy xin ý kiến thầy là tổ chức một loạt những cái hội thảo cho vùng cây ăn trái. Vừa rồi Bích Thủy cũng làm ở Tân Thạnh mình 8 cuộc thì được bà con hưởng ứng rất là nhiều. Còn ở Tiền Giang là cái địa phận mà trồng cây ăn trái nhiều thì Bích Thủy làm đến tối nay là gần 100 cuộc rồi đó gì. Và sắp tới thì sẽ làm ở Gò Công Đông và Châu Thành. Thì tất cả những hiểu biết của Bích Thủy cũng như là cái khả năng của công ty tổ chức những cái cuộc hội thảo này chi phí rất là lớn, nhưng Bích Thủy tổ chức hàng loạt free rồi nhận nha, và mời thầy cùng đến để mà trao đổi với bà con những cái thông tin, và nhất là những thông tin mà Bích Thủy cập nhật được ở cơ quan chức năng thì chưa chắc bà con ta nghe đài được, và chưa chắc bà con ta cập nhật chính xác theo từng thời điểm. Thì từng ngày như vậy thầy đều cho Bích Thủy biết rồi, vừa qua là ở cửa sông A, cửa sông B bao nhiêu % mặn. Đó là những cái thông tin rất là quý báu. Ngoài ra với kiến thức của thầy thì các bạn biết rồi, bà con nông dân tha hồ mổ xẻ thầy trong cái buổi hội thảo. Còn Bích Thủy nói ngắn lắm. Bích Thủy nói bây giờ tôi có ABCD mấy cái này hỗ trợ nha, còn gì thắc mắc cứ hỏi thầy của tôi. Bích Thủy chạy trốn mất tiêu. Và một cuộc hội thảo như kéo dài 3 tiếng đồng hồ mà quý vị biết là thầy với Bích Thủy nói giới thiệu sản phẩm công ty cả tiếng đồng hồ, rồi thầy thì nói vô thời hạn luôn, vậy nào không còn câu hỏi nữa mới được đi. Có những buổi thầy phải nói tới 12 giờ trưa, trong khi đó 1 giờ có một cuộc khác rồi, mà thời gian di chuyển coi như là từ điểm 1 qua điểm 2 thì nó mất cả nửa tiếng đồng hồ, gần như là thầy phải ăn trên xe. Bích Thủy cũng vậy, nhưng mà rất là vui vì là mình đã đóng góp được, hỗ trợ được cho bà con nông dân và những cái chương trình này. Chứ đừng có nghĩ là công ty kinh doanh là chỉ đặt cái lợi nhuận lên hàng đầu, mà đây thật sự là một cái chương trình mà Bích Thủy với thầy đã cống hiến tất cả những sự hiểu biết cũng như là sức người sức của vào trong cái việc này. Chắc mình nói vậy mà lãnh đạo nghe được chắc cho mình bằng khen này. Có thể nói là để mang được những kiến thức, những thông tin kịp thời đến cho bà con nông dân để bảo vệ được cây trồng của mình, cũng như là lúa rồi rau màu, thì đó là một cái niềm vui rất lớn, đúng không thầy? Và riêng mùa hạn mặn này thì thầy có khuyến cáo đặc biệt gì với bà con nông dân riêng với chủ đề chúng ta ngày hôm nay là về cái ăn trái không ạ? Thì cái hạn mặn đó bà con thì nó chưa gay gắt lắm như từ đầu chương trình tôi có nói, nhưng mà giờ cái quan trọng nhất là cây sầu riêng nha bà con. Tôi cứ nhắc lại cây sầu riêng, cây mít thì cũng tương đối rồi. Riêng cái cây mít tôi nói trước, đó là cây mít ngay cả cây sầu riêng cũng vậy nữa. Trong cái hạn mặn năm 2022 đó bà con, cái 2021-22 đó, thì bà con mình cứ nghĩ rằng thiếu phân, bà con mình bón phân vô và nó không có phát triển nữa, thì bà con mình cứ nghĩ là rệp sáp ở rễ rồi tiếng trùng ở rễ vân vân, bà con mình sử dụng quá nhiều hóa chất. Và khi mưa xuống một cái, những cái hóa chất này nó nằm ở trong cái mô của cái mô trồng của bà con, và nó tan ra và nó chết cây mít, cây sầu riêng, nó chết hàng loạt luôn. Và khi mà chúng tôi đào lên rồi chúng tôi thấy là cái rễ ở xa nó không ảnh hưởng, nhưng mà cái rễ ngay chỗ cái mô trồng nó lại bị ảnh hưởng. Thành ra bà con mình chú ý là không có sử dụng hóa chất và cũng như là phân bón ở trong cái giai đoạn hạn mặn này. Cái thứ hai nữa là bà con mình nên, chương trình lần trước tôi có nói đó, tức là mình coi kỹ lại và nên mời các cái chuyên gia hoặc là cán bộ kỹ thuật nữa, hướng dẫn cho bà con coi kỹ coi cái này do cái hạn cái lá sầu riêng nó bị là cháy lá hay là nó do cái colectotrichum. Bà con mình nhầm lẫn hai cái này và mình cứ nghĩ là do cái colect thì bà con mình cứ phun cái thuốc hoài mà sao nó không hết, và càng phun thì cái nắng này nó càng ảnh hưởng nhiều tới cây sầu riêng, do vậy mà nó rụng lá rồi nó suy cái cây sầu riêng luôn. Đó, mình xác định cho nó đúng và xin cảm ơn bà con. Vâng ạ, cảm ơn thầy Chiến. Rau chi canxi cứng cây gồm 4 thành phần chính: kali vận chuyển chất dinh dưỡng cho cây trồng, canxi giúp cho mô tế bào cứng chắc cây lúa thẳng đứng cứng cáp chống ngã đổ, silic giúp lột cái hỏng nhỏ lại tránh mất nước qua lá trong điều kiện nắng nóng, giúp cải tạo đất. Ăn nông rau chi canxi giúp cây khỏe phát triển tốt. Hãy sử dụng ăn nông rau chi canxi cứng cây của Tập đoàn An Nông. Út ơi, mày ngồi đó cười hoài vậy ông? Dạ. Chuyến này á, trúng cái là em cưới lớn luôn đó hai. Vụ gì hấp dẫn nói anh nghe coi. Nếu như mình chỉ sử dụng phòng leo lét hạt An Nông Viên không á, thì chưa đủ để cho lúa trúng mùa đâu. Mình phải kết hợp thêm xịt siêu Việt thì như vậy á, mới vô được hạt lúa nó chắc và to hơn đó hai. Mình dùng An Nông Viên phòng trị lem lép hạt rồi cái siêu Việt để cho cái hạt lúa nó chắc vàng, đúng không? Phòng chống lem lép hạt hại lúa, dùng An Nông Viên và siêu Việt để hạt lúa. Đâu mất tiêu rồi ta. Gì mà lục tùm lum vậy? Mất rồi, mất tiêu cái đờn Piano phải không? Thuốc trừ nấm bệnh Piano của Tập đoàn An Nông, chủ trị đạo ôn, đen lép hạt, khô vằn, bạc lá, hại lúa. Piano pha 10 ml thuốc cho một bình từ 16 tới 25 lít nước, phun 2 bình cho 1.000 m2. Xịt xoài không bị tháng thư, xịt bắp cải hành không thối đen thối nhũng, nho không bị phấn trắng. Piano, thuốc trừ bệnh cho cây trồng. Piano, thuốc sinh học thế hệ mới. Bà con nông dân thân mến, vì thời lượng của chương trình không còn nên Thúy Liễu xin kết thúc phần giao lưu tại đây. Và Thúy Liễu cũng xin chúc mừng anh Trần Hữu Lợi ở Vĩnh Long có số điện thoại là 0889146150 đã có câu hỏi được bình chọn là câu hỏi hay trong chương trình. Chúng tôi sẽ liên lạc để gửi quà cho anh qua đường bưu điện. Và câu hỏi cuối mà chị Bích Thủy đặt ra cho bà con nông dân trong chương trình ngày hôm nay đó là sản phẩm nào của Tập đoàn An Nông hỗ trợ được cho cây trồng hạn chế tác hại của mặn trong thời gian nguồn nước tưới bị nhiễm mặn. Thế Lệ xin nhắc lại đó là sản phẩm nào của Tập đoàn An Nông thì hỗ trợ được cho cây trồng hạn chế được tác hại của mặn trong thời gian nguồn nước tưới bị nhiễm mặn. Và câu trả lời tham gia chương trình thì bà con nông dân hãy gửi về địa chỉ email đó là annongbíchthủy@gmail.com, chuyện nhà nông là a34@gmail.com hoặc là gọi vào số điện thoại là 02723 835 900. Nếu gửi thư thì bà con gửi thư về địa chỉ là Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Long An, số 31A, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Chúng tôi sẽ chọn ra khán giả trúng thưởng và gửi quà cho bà con theo đường bưu điện. Nếu cần thêm thông tin liên quan đến mùa vụ dịch hại hay là các sản phẩm của Tập đoàn An Nông thì bà con hãy nhắn tin vào số điện thoại là 0934 779900. Chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho bà con, nhưng lưu ý là chỉ nhắn tin thôi nhé, bởi vì chúng tôi không nhận cuộc gọi. Ngoài ra thì bà con cũng có thể truy cập vào website là annongvn.com hoặc là Facebook Bích Thủy An Nông. Tại đây các câu hỏi chưa được trả lời trong chương trình truyền hình trực tiếp ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải và trả lời cho bà con nông dân. Chương trình truyền hình trực tiếp Chuyện Nhà Nông đến đây là hết. Cảm ơn thầy Chiến và chị Bích Thủy đã dành thời gian tham gia chương trình. Cảm ơn vị diễn giả, quý khách mời cũng như là quý vị khán giả quan tâm đón xem, đặt câu hỏi trong chương trình. Và trân trọng cảm ơn Tập đoàn An Nông đã phối hợp với chúng tôi thực hiện chương trình này. Chương trình sẽ được phát lại vào lúc 7h30 thứ Tư ngày 20 tháng 3 trên sóng LA34 Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Quý vị nhớ đón xem lại nhé. Thúy Lị và những người thực hiện chương trình xin hẹn gặp lại quý bà con trong chương trình truyền hình trực tiếp Chuyện Nhà Nông lần sau, được phát sóng lúc 8h Chủ nhật ngày 31 tháng 3 năm 2024. Và một lần nữa thì Thúy Liễu, thầy Chiến, chị Bích Thủy cùng toàn thể ekip chương trình mến chào tạm biệt bà con nông dân.